Vâng, em xin chào thầy, em tên là Nguyễn Văn Hơn. Em nộp bài tập 4. Đề bài 4 là phải loại phần cứng và viết chương trình cho đèn giao thông cơ bản sau. Thời gian đèn đỏ là 33 giây, đếm từ 32 về 0. Thời gian đèn vàng là 5 giây, đếm từ 4 về 0. Và vẽ lại cái mặt của thầy. Thì em đã vẽ sẵn mặt ở đây. Đây mình đã dùng con bút một số F887 thuộc hạt âm 4 MHz, một cái reset lại công vi điều khiển và kết nối 4 đường dữ liệu, đó chính là đường dữ liệu serial data, đường dữ liệu SCK, RCK và ngõ ra cho phép G. Sẽ kết nối với 4 IC 74HC 595 như hình vẽ của thầy. Và trên đây được định nghĩa là các chân của bọt xe từ C0 tới C5 là xanh 1, đỏ 1, vàng 1, xanh 2, đỏ 2, vàng 2. Đây đây là hai giao lộ chúng ta. Là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đây. Và đây. Rồi. LED chúng ta là dùng LED 7 đoạn là anode chung, chúng ta nói với cực chung. Và đây mask sau reset. Nó nói với VCC là vì chúng ta không có dùng để reset. Đây xong phần cứng đã xong. Tiếp theo là chúng ta qua cái phần chương trình. Đầu tiên là chúng ta khai báo thư viện, khai báo cầu chì, khai báo tổ hợp âm dao động ngoại 4 MHz, và chúng ta định nghĩa các chân. Định nghĩa các chân này thì giống em đã chú thích giống như là ở trong hình đây. Đây các chân. Đầu tiên là từ C0 đến C5 và từ D0 cho tới D3. Rồi, tiếp theo khai báo mã 7 đoạn. Bây giờ chúng ta có xuất led 7 đoạn thì khai báo mã 7 đoạn này ở bài tập trước cũng đã có. Tiếp theo là một số biến được dùng trong mạch để đem sai báo biến sai. Tại vì chúng ta có đếm cho nó tới chúng ta có so sánh với không thì khi đó cái giá trị biến nó sẽ âm cho nên là dùng sai. Và ở đây thì cái giá trị nó cũng không quá lớn cho nên là dùng sai là đủ. Vâng, và tiếp theo đó chính là cái hàm xuất một bài. Thì cái hàm này xuất ra nó được kết nối qua giao tiếp IC 74HC 595. Thì cái hàm này thì đã cho sẵn rồi. Thì các cái dòng lệnh của nó là phục vụ cho việc chúng ta đưa dữ liệu tóm bit ra cái IC 74HC 595 theo rồi là nối tiếp. Và sau đó là dùng một cái lệnh để cho nó xuất ra song song. Vâng, tiếp theo. Ở đây á, thì chúng ta cái hàm thầy cho nó là xuất ra hai led. Nó xuất ra hai led. Nhưng mà ở đây chúng ta có 4 led 7 đoạn. Cho nên em đã cải tiến cái chương trình nó thành là chương trình xuất 4 led 7 đoạn. Ở đây void xuất 4 led 7 đoạn, ảnh size ảnh 8. Led chục 1 đơn vị 1, led chục 2 và đơn vị 2. Và gọi 4 hàm xuất này ra. Chúng ta theo đi theo thứ tự. Đó chính là xuất ra đầu tiên xuất led chục 2, led đơn vị 2, và tiếp theo là led chục 1 và led đơn vị 1. Tiếp theo ta cho input low RCK và input high RCK để tạo ra một xung cảnh lên để kích cho RCK để nó truyền ngõ ra song song để giao tiếp với 4 led 7 đoạn. Rồi tiếp theo là output low chân G và để cho cái con IC đó nó cho phép IC hoạt động. Thì ở đây chúng ta không không có điện trở hàng dòng qua led 7 đoạn. Thực tế là có cần nhưng mà trong mô phỏng này chúng ta không dùng thì nó vẫn chạy tốt, cho nên là em không muốn thêm vào để cái mạch mình nó rườm rà. Và đến phần tiếp theo đó chính là phần chương trình chính. Chúng ta khai báo setchis hai ngõ ra của bọt C và bọt D là 0x00 bởi vì nó đều là bọt xuất. Tiếp theo là hàm while true. Ở đây em sẽ gọi hai dòng lập lớn, đó chính là hai dòng lập for. Một cái là chúng ta sẽ cho giao lộ 1 chạy, giao lộ 2 dừng, và cái ngược lại giao lộ 2 chạy và giao lộ 1 dừng như là trong hình. Thì chúng ta sẽ quay về đề một chút xíu để phân tích đề. Thì ở đây chúng ta có là với chương trình đèn giao thông đơn giản, đèn đỏ 32 giây và đèn vàng 5 giây. Điều đó có nghĩa là khi giao lộ 1 chạy thì giao lộ 1 chạy chỉ có 28 giây thôi. Đó chính là chúng ta lấy 33 trừ 5 được 28.
28 là điểm từ 27 về 0. Thì tiếp theo đó chính là giao lộ 1 chạy 27 giây về 0. Tiếp theo là sẽ 5 giây đèn vàng từ 4 về 0. Thì bởi đó bên giao lộ 2 nó sẽ đếm từ 32 về 0 từ đó. Và chúng ta sẽ đảo cái chiều nó lại. Và chúng ta sẽ được cái mạch như mong muốn. Thuật toán đầu tiên sẽ cho do là cái đèn lúc này chúng ta đang cho giao lộ 1 chạy thì đèn đỏ ở giao lộ 1-2 sẽ sáng và led 7 đoạn ở giao lộ 2 sẽ đếm là từ 32 về 0, cho nên em sẽ gọi một biến đếm bằng 32 xét cho tới khi nó lớn bằng 0 thì đếm trừ trừ, do là xét nó lớn bằng 0 thì có thì khi đếm nó bằng trừ 1 thì cái dòng lập for là nó mới sai, cho nên là ở phía trên em đã khai báo biến đếm là sai, đây là sai, là biến có dấu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ output 2 đỏ 2 và output low đỏ 1. Thì ở đây các chân mình đã định nghĩa rồi, output 2 đỏ 2 để led đỏ ở giao lộ 2 sáng. Ở đây này, đây đỏ 2 đây gọi ra, chúng ta cấp mức 1 vô thì led nó sẽ sáng. Tương tự cấp mức 0 vào đỏ 1 tôi cho nó tắt. Và đây chúng ta sẽ xét điều kiện biến đếm lớn hơn hoặc bằng 5. Này khi nó bằng 5 thì nó từ 32 mà chạy về cho tới khi nó là 5 luôn thì đèn xanh sẽ sáng và tất cả các đèn còn lại đó chính là đèn vàng 1, vàng 2 và đèn xanh 2 sẽ output low. Và chúng ta sẽ xuất ra giá trị ở biến đếm 2 chính là biến đếm 2 sẽ dùng cho bên giao lộ số 1. Giao lộ số 1 của mình. Đây. Biến đếm 2 sẽ dùng cho bên giao lộ 1. Thì bởi vì biến đếm 2 dùng cho giao lộ 1. Nhưng mà hiện tại giao lộ 1 của mình đang là đèn xanh, mà đèn xanh thì khi mà đèn xanh số giây của đèn xanh cộng với số giây của đèn vàng thì bằng đèn đỏ, mà đèn vàng thì 5 giây, cho nên dùng cái biến đếm này mình trừ đi 5 sẽ được cái giá trị của đèn xanh ở giao lộ 1. Và hoặc là ngược lại, khi cái biến đếm này nó bằng 4 thì đây biến đếm nó sẽ bằng nhau, thì cứ nghĩa lúc đó là đèn vàng nó sẽ chạy bằng giá trị với đèn đỏ, đèn vàng ở giao lộ 1 nó sẽ bằng với giá trị đèn đỏ ở giao lộ 2. Và em sẽ gọi hàm xuất 4 led 7 đoạn, ta sẽ thêm vào đây, đó chính là cái hàm gọi giải mã tách số và vậy tách số, và em sẽ delay 200 mili giây, do là em delay đây cho chương trình nó nhanh, nhưng thực tế em sẽ delay 1000 mili giây để nó phù hợp với thực tế, đó chính là mỗi cái là một giây thực tế, và đây em sẽ sửa lại luôn là 1 giây. Và nó sẽ như vậy là chúng ta xong giao lộ 1. Tiếp theo đến giao lộ 2 thì chúng ta sẽ làm tương tự với giao lộ 1, chỉ là đổi các ví thôi. Thì cũng là khai báo. Lúc này do là cái hàm này em vẫn giữ nguyên, cho nên là cái biến em thay đổi ở đây đi. Từ ở trên là chúng ta dùng biến đếm, ở đây dùng biến đếm 2. Cũng tương tự. Đèn đỏ 1 ở giao lộ 1 sáng và đèn đỏ ở giao lộ 2 tắt. Và vẫn kiểm tra biến đếm như trên. Khi biến đếm lớn hơn bằng 5 thì đèn xanh ở giao lộ 2 sáng cho phép xe chạy và đèn xanh ở giao lộ 1 tắt. À, lúc này nó đang hiển thị đèn đỏ thì đèn xanh tắt và đèn vàng cả hai bên đều tắt. Và ngược lại, khi mà biến đếm 2 nó bằng 4 thì đèn vàng ở giao lộ 2 bật lên, thì khi đó biến đếm sẽ là biến đếm 2 và chúng ta sẽ tiếp tục gọi cái hàm xuất 4 lần đoạn này ra với các giá trị như trên. Thì do là chúng ta đã đổi cái biến này rồi, cho nên là cái hàm này vẫn được giữ nguyên. Và đây vẫn tiếp tục là delay 1000 mili giây. Vâng, mà chương trình chúng ta đã xong. Tương đối nó gọn và nó đơn giản. Chủ yếu là ông mầm chúng ta phân tích thuật toán này cho nó chính xác. Và chúng ta sẽ cầm bài like lại. Vâng, và không có lỗi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chạy.
Đây rồi tới. Để kiểm tra lại. Đây. Bài tập số 4 thể hiện đây. Open. Ok. Sẽ cho mạch chạy. Này, đầu tiên ở giao lộ 1 chạy thì nó là 27 giây. Đây, 26 giây. Vâng, và do là cái tổ hợp âm của chúng ta nó chọn nó delay rất là lâu. Cái này là do một chút xíu về cái phần dòng chia tầng. Em sẽ sửa lại một chút xíu. Ở đây thay vì chúng ta delay 1000 mili giây thì chúng ta sẽ sửa lại là delay 200 mili giây như lúc nãy. Để cho mặt chạy chúng ta nó chạy nhanh hơn. Để chúng ta dễ quan sát. Đây xong. 27 hay 26 25. Đây lúc này giao lộ 1 đang chạy đèn xanh đang sáng. Và đèn đỏ giao lộ 2 đang đếm. Vâng, và chúng ta sẽ chờ một chút xíu. Đây em dùng led đỏ với led xanh là giữ để phân biệt giữa bên đây là giao lộ 1, bên đây là giao lộ 2. Cái khiếm khuyết ở đây là chúng ta chưa có chỉnh được đèn led nó theo màu giống như là ở các giao lộ hiện đây không. Không, đây hiển thị 4 giây đèn vàng ở giao lộ 1. Rồi tiếp tục. Đây khi hết rồi giao lộ 2 đèn đỏ và giao lộ 1 đèn đỏ và giao lộ 2 đèn xanh cho phép xe chạy. Vâng, và tương tự như vậy chúng ta có được cái chương trình hoàn chỉnh của mình. Vâng, và 5 giây, 4 giây. Đây, 4 giây nữa đèn vàng. Vâng, và tiếp tục cái chương trình chúng ta được lặp lại như vậy. Vâng, và tập hôm nay em đã kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.